Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Tỷ phú dạy con, đỉnh cao của sự khôn ngoan chính là lòng tốt, càng cố kiếm nhiều tiền từ đối phương thì càng khó mà giàu. Chỉ lo chạy theo lợi nhuận, đó là hành vi của kẻ tầm thường. Hiểu được chia sẻ lợi nhuận, ấy mới là sự khôn ngoan của người siêu thường. Nhắc đến danh hiệu ông vua không ai của Hồng Kông, không ít người lập tức nhớ tới cái tên Lý Gia Thành, vị tỷ phú giàu có hàng đầu châu Á với khối tài sản kếch xù ước tính lên đến 37,7 tỷ đô la Mỹ, tương đương 800.000 tỷ đồng. Vào tháng 1 năm 2018, Lý Gia Thành có hai con trai là Lý Trạch Cự và Lý Trạch Giai. Với gia thế như vậy, người ta cứ ngỡ các con trai của ông sẽ được học hỏi từ chính cha mình vô vàn kinh nghiệm sống sót trên thương trường khốc liệt, với những bài học kinh doanh đầy táo bạo. Nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Trong một lần phỏng vấn, có người từng hỏi Lý Trạch Giai rằng, bố anh đã dạy cho anh những bí quyết kiếm tiền thành công gì? Lý Trạch Giai đã trả lời rằng, thực ra bố tôi không dạy cho tôi bất cứ phương pháp kiếm tiền nào cả. Ông chỉ dạy tôi các đạo lý làm người mà thôi. Một câu nói tâm đắc để lại ấn tượng sâu đậm nhất của tỷ phú Hồng Kông dành cho các con trai chính là, đỉnh cao của sự khôn ngoan chính là lòng tốt, trong tạp chí Tin Nhanh Tài Chính của Trung Quốc. Đặc điểm kinh doanh này cũng Lý Gia Thành cũng đã từng được đề cập đến thông qua câu nói 7 phần hợp lý, 8 phần cũng được, vậy tôi chỉ lấy 6 phần. Bài báo đã lấy một câu chuyện, có người muốn tìm Lý Gia Thành hợp tác phát triển thị trường nhà đất. Ông Lý hỏi đối phương chia lợi nhuận trong hạng mục này như thế nào. Người kia không dám chèn ép phần hơn của vị tỷ phú nổi danh này nên đã tính toán kỹ lưỡng, rồi đưa ra con số 5%. Không ngờ Lý Gia Thành nghe vậy thì chủ động đề xuất tăng gấp đôi phần lợi nhuận cho đối tác, tức là 10%, cao hơn hẳn so với con số ban đầu mà họ dự kiến. Với những ai không hiểu, họ cho rằng ông Lý vứt tiền qua cửa sổ, nhưng thực ra, đây mới là điểm cao minh, khôn ngoan hơn người của vị doanh nhân thành đạt này. Nhờ có sự rộng rãi của mình, phía đối tác nhận được phần lợi ích cao gấp đôi như một món quà được ông Lý trao tặng. Họ tâm phục khẩu phục và tận tâm tận lực gấp chục lần trong quá trình triển khai và quản lý hạng mục công trình bất động sản đó, ngăn chặn toàn bộ hành vi ăn bớt hay cắt xén, gây thiệt hại cho lợi ích chung. Bằng cách này, ông Lý không chỉ đạt được mục đích của mình mà còn xây dựng được tiếng tốt để đời. Ai ai cũng biết làm việc với Lý Gia Thành chỉ lấy 6 phần, vậy là họ có thể kiếm hời thêm được 2 phần lợi nhuận. Đương nhiên sẽ có càng nhiều người sẵn sàng hợp tác với ông. Những người không cùng làm ăn cũng có thiện cảm hơn với ông. Bằng cách này, mặc dù ông chỉ lấy được 6 phần, nhưng doanh nghiệp của ông tăng hơn hàng trăm khách hàng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Cái nào có lợi hơn, bí quyết chính là ở chỗ đó, có thể thấy rằng, dù là làm kinh doanh hay làm người, Lý Gia Thành hiểu sâu sắc một điều, đứng trước sự cám dỗ về lợi nhuận, ông không để mình bị lợi ích thao túng. Một khi còn giữ được cái tâm sáng, biết nghĩ cho đối phương, không toan tính chi ly, thì đối phương sẽ luôn cảm nhận được sự ấm áp và nhớ đến mình đầu tiên khi cần lựa chọn. Đó chính là bí quyết của một thương nhân thành công, đã đi lên từ hai bàn tay trắng, quả thật. Cảnh giới cao nhất của sự khôn ngoan chính là lòng tốt. Những người có nhân phẩm tốt, họ làm gì cũng thuận lợi. Gặp ai cũng quý mến, quý nhân sẵn sàng phò trợ, gặp khó khăn ắt cũng vượt qua, còn với những ai ích kỷ, đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu, họ vừa mang tiếng xấu, vừa khó kết giao được những mối quan hệ thật lòng hay tìm kiếm được đối tác ưu tú để cùng nhau phát triển. Trong kinh doanh, nếu bạn quá mức tinh danh và khôn lỏi, luôn muốn kiếm thật nhiều tiền từ đối phương, thì bạn chỉ có thể thắng được những khoản tiền trước mắt nhưng lại thua mất tương lai. Thắng nhỏ nhờ vào trí tuệ, thắng lớn nhờ vào phúc đức, chỉ cần tích lũy đều đặn, khí thế sẽ tựa cầu vồng. Chỉ lo chạy theo lợi nhuận, đó là hành vi của kẻ tầm thường. Hiểu được chia sẻ lợi nhuận, ấy mới là sự khôn ngoan của người siêu thường. Từ đó, có thể thấy rằng, nhân phẩm tốt hay xấu quyết định trực tiếp đến thành bại của cả đời người. Nhân sinh đời người chỉ có chưa đầy trăm năm, vinh hoa thế gian một mình không thể hưởng hết. Biết ban tặng cho người khác mới có thể nhận lại càng nhiều tình cảm chân thành của nhân gian. Biết mang đến phúc lành cho người khác mới có thể trải rộng con đường của chính bản thân. Đó chính là sự thấu đáo trong tầm nhìn của tỷ phú Lý Gia Thành, người không bao giờ quên quá khứ nghèo khó của bản thân, sẵn lòng cống hiến sức mình để giúp đỡ xã hội. Ông đã từng nhiều lần trao tặng các cơ hội, hỗ trợ giáo dục cho các tổ chức từ thiện. Ước tính, số tiền ông quyên góp đã vượt quá con số 1,4 tỷ đô la Mỹ. Với Lý Gia Thành, đây không phải là một nghĩa vụ, mà đó là một phương châm cuộc sống của tôi. Tôi sẽ tiếp tục làm như vậy và nhiều hơn thế nữa. Đây chính là những lý do tại sao Lý Gia Thành có thể trở thành một tỷ phú đẳng cấp hàng đầu thế giới.
khiến người ta không chỉ ngưỡng vọng vì gia tài khổng lồ mà còn là bản lĩnh đích thực của người đàn ông. Có thể nhiều người chỉ tặc lưỡi người giàu thì nói gì chẳng đúng khi nghe về điều này. Nhưng đừng quên rằng, đây chính là bài học được đúc kết từ một vị doanh nhân có khởi điểm vô cùng gian khó thời tuổi thơ. Đi lên bằng chính đôi chân của mình, trên thế giới có rất nhiều người giàu, nhưng người chịu mở lòng và hào phóng chia sẻ lại không nhiều. Nhất là với những trải nghiệm, kiến thức và đúc kết quý giá, càng ít người sẵn sàng nói với chúng ta. Do đó, đừng vội dùng cách nghĩ thành kiến hay có phần phiến diện để đánh giá bất cứ điều gì. Hãy cứ thử học hỏi và áp dụng, rồi bạn sẽ thấy quả ngọt cho chính mình. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223, website duyanhweb.com.vn.